tướng rốn bụng. Bụng bọc tạng phủ rốn bầy, tướng rốn sâu rộng bụng dày mới hay. Da nên chắc, xương nên ngay, rốn gần lên trên tướng hay thực lạ. Là người thượng trí nhiều đa, rốn mà gần dưới tướng là hạ ngu. Rốn sâu là tướng lợi thu, người có phước lộc thường dư ở đời. Rốn cạn là tướng của người, bần cùng nghèo khốn cuộc đời gian nan. Rốn mà khoan đại rộng giang là tướng uy tín nổi sang khắp vùng. Trong rốn nốt ruồi đen cùng, làm quan sang trọng cùng chung sang giàu. Rốn nhỏ mà phẳng như sâu, cuộc đời lao khổ lại mau đớn hèn. Bụng buông xuống rốn gần trên, có tướng phước lộc tự nhiên hưởng giàu. Bụng hướng trên rốn dưới trầu, là tướng vất vả khổ đau tới già. Trên nhỏ dưới lớn rốn là, cũng là tướng tốt song mà vui tươi. Trên lớn dưới nhỏ kỵ rồi, là tướng rất xấu cuộc đời gian nan. Bụng là bề ngoài rốn mang, phải nên rộng lớn đoàng hoàng mới hay. Nếu mà nhỏ hẹp chẳng may, cuộc đời vất vả chẳng hay tí nào. Đàn bà cái rốn thì sao, rốn là cội rễ, rốn nào cũng quy. Vú là mầm nhánh con thì, mẹ khi có nghén tức thì rốn sao. Màu đen hồng sắc rốn trào, nếu nghén con gái thế nào rốn ơi. Đến 3-4 tháng rốn lồi, nếu 8-9 tháng rốn lồi nghén trai. Đàn bà gầy béo một mai, hễ rốn sâu được phân dài một con. Rốn sâu 5 phân rất son, 5 con chắc chắn chẳng còn nghĩ suy. Tướng rốn phải lớn là gì, nếu mà bị nhỏ tướng thì khó con. Giàu sinh cũng chẳng được còn, khổ tâm sầu não vì con của mình. Rốn đỏ sinh con thực tình, con có đai ngọc con mình giàu sang. Lây đen sinh con đai vàng, cũng là phú quý được sang và giàu. Trong rốn mà có lông bâu, sinh con tuấn tú sang giàu và sang. Da bụng rộng lớn khoan khoan, có nhiều con cháu an toàn về sau. Bụng nhỏ rốn nhỏ lệch nhau, da mỏng da gấp nhiệm màu không con. Coi tướng bụng rốn tạm xong, ta nên học thuộc xem trong vợ mình. Nếu được tướng tốt bình sinh thì ta phấn khởi vợ mình quý sao. Nếu mà tướng xấu thế nào thì ta vẫn quý, tại sao số trời. Đó là kiếp trước tu rơi, kiếp này tu tỉnh, chờ thời kiếp sau. Tướng eo lưng, eo lưng hai huyệt thận ta, nó là cội rễ thân ta đó mà. Hễ rộng thẳng cứng thì là, đó là tướng tốt thì ta lo gì. Người mập nên rộng tức thì, người gầy tròn cứng được thì tướng hay. Thịt da hai huyệt thuận dày, là tướng hưởng thọ đến ngay tuổi già. Huyệt thận mà hãm khô da, là tướng chết yểu, thật là đau thương. Lưng co lệch nhỏ vấn vương, lại thêm gầy ốm, lại thường yếu đau. Đàn bà lưng lớn như sau, là người có phước, trước sau an nhàn. Nếu mà nhỏ lệch thân phàm, nhiều con là tướng lại càng hèn thêm. Eo lưng đã được nói lên, ta đọc tham khảo biết thêm tướng người. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.